Thư sư trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp phần hoài nghi về sự thụ thai có nói rằng tỳ khưu U Đà Dí thấy dung sắc một vị tỳ khưu ni phát tâm luyến ái, thỏa thích là cho tinh xuất dính vào Ikasa. Vị ấy, ni ấy lại lấy tinh nhét vào tử cung, nhét vào miệng vô cùng khoái lạc nên đã thụ thai hạ sanh trẻ Kassapa, sau này được tôn xưng là ngài Ca Diếp đồng tử của Mara Kassapa. Con không biết trong kinh nói đúng không, vì con có đọc sơ trên mạng và thấy rằng ngài Kumara Kassapa được thân mẫu ngài thụ thai trước khi xuất gia, trong quá trình làm tỳ khưu ni thì mới hạ sinh ngài. Xin sư hoan hỷ giúp cho con trên tinh thần kinh tạng Bali thì sự kiện này có được đề cập đến không, và tài liệu Mi Tiên nói có đúng không? Xin lỗi, sư quên chưa có mở. Đó, đây là câu hỏi ha. Rồi. Thì thưa với quý vị đó là cái thế nào đó? Ở trong Pali proper name á, tức là tên riêng Pali, thì có tới hai vị là Kumara Kassapa. Một vị á là vị đệ nhất về thí dụ là ngài Kumara Kassapa, là cái vị ở trong cái bài kinh kinh Tệ Túc đó, và kinh gì ta, rồi thôi đại loại là như vậy. Thì vị này á là người mẹ đó, là khi mà xuất gia thì mang thai mà không biết đó. Rồi thì trong cái ni đoàn mà do Đê Quá Đát Tá dẫn đầu á, thì trục xuất, nhưng mà sau đó đó bà được Minh Oan, tức là ngài Upali có mời bà Visakha đến để xem cái ngày tháng của thai kỳ đó để minh oan cho bà. Rồi về sau đẻ ra thì cái vị này là Kumara Kassapa này đó. Còn một vị Kumara Kassapa nữa là vị chú giải cho pháp cú. Thì có thể nha, có thể cái trường hợp mà quý vị vừa mới nói như vậy nè là cái vị Kumara Kassapa sau. Cho nên là trong kinh tạng á, là nó trong kinh tạng được nhắc tới là hai vị Kumara Kassapa. Sẵn đây sư nói luôn là cái tên là Kassapa đó là một cái tên rất là phổ thông ở thời Đức Phật. Cho nên là ngay cả cái tên Kassapa thì cũng có nhiều vị tên là Kassapa. Giống như mình tên Tùng rồi, hoặc là tên Minh, hoặc là tên này tên kia, những cái tên rất là phổ biến. Cho nên cái chuyện là trùng tên thì nó cũng không có gì lạ ha. Và có cái này chắc chỉ có như vậy thôi, cho nên là sư xin phép là qua câu hỏi tiếp theo.